Thưa bà con nhân dân phường Quýt, đợt tiêm phòng vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo trong phường vừa qua đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của bà con nhân dân các tổ dân phố. Toàn phường đã tiêm phòng được 63 con chó các loại, 58 con mèo các loại. Tuy nhiên, phường vẫn nhắc nhở gia đình ông Hải, tổ dân phố số 4 đã không mang chó đi tiêm phòng với lý do không bắt được chó. Lưu ý gia đình ông Thịnh, tổ dân phố số 9 hiện xin hoãn tiêm phòng do chó đang mang bầu. Đề nghị các gia đình được nhắc nhở, lưu ý đưa chó đi tiêm phòng vào thời gian tới để không ảnh hưởng tới danh hiệu tổ dân phố văn hóa sẽ được bình bầu tháng sau. Không tiêm mà được á? Sau đây không tiêm mà... để tăng cho nó củ riêng của đậu là xong. Đón chào ngày mới, xin mời bà con nhân dân phường lắng nghe giọng hát của bà Hoàng Bống, tổ dân phố số 7, qua bài hát Mừng ngày tiêm phòng dựa theo làn điệu Dạ cổ Hoài Lang, lời mới do ông Vũ Bin, chồng bà Bống đặt. Phương rộn ràng tiếng hát, tiếng chó lẫn trong tiếng mèo. Mèo. Người dân bế đi tiêm phòng. Phòng. Tiêm phòng để phòng bệnh dại ơ. Bao tháng ngày qua ta sẽ cùng nhau mang chó đi tiêm phòng. Phòng. Để chúng ta yên lòng ta quyết tiêm phòng bệnh dại ơ. Bơm. Sao bác? Chú có vẻ thích thú với cái loa phường nhỉ? Hay chứ bác. Ngồi buồn buồn có cái loa để mà nói chuyện cũng vui bác ạ. Vui cái gì mà vui? Từ ngày cái loa chuyển về đây, hết tin đái bậy rồi đến tin đổ rác, rồi đến tin tiêm chó tiêm mèo, đau hết cả đầu. Chưa kể thỉnh thoảng lại phang cho một cái bài hát, có khác gì đưa đám ma không? Thế mà chú bảo là hay. Hay chứ bác. Ơi giời. Bài vừa rồi á, ông Bin ông ấy chế lời hơi hay đấy. Hay. Hay cái gì mà hay, chú đúng là lao động chân tay. Ô hay, bác cáu cái loa thì sao bác lại trèo sang em? Em lao động chân tay thì làm sao? Tôi nói cho chú biết, chú ngồi đây chú thấy vui, chú còn vỗ tay, chú còn hưởng ứng. Tôi đây này, lao động trí óc, tôi phải nghĩ ra câu chữ, khúc chiết để viết đơn cho người ta. Vậy mà nó cứ ra giả như thế thì thử hỏi tôi viết làm sao được. Chưa kể các cháu, sáng ngày ra nó còn phải học. Thi đại học đến nơi rồi, loa cứ như thế này á, thì chúng nó học vào đâu? Bác cứ khó tính, một lúc nào nó im ngay ấy mà. Còn lâu nó mới im, chú biết cột phát sóng của nó từ mấy giờ không? 5 giờ đến 9 rưỡi, nghỉ một tiếng, phát từ 10 rưỡi đến 12 giờ, còn lâu nó mới im. Bác ngồi ở đây bác viết đơn, loa phường người ta phát bản tin thế kia, bác lại càng update được nhiều thông tin, viết đơn nó càng hiệu quả chứ sao? Thì đành rằng biết được nhiều thông tin, nhưng mà những cái tin thời sự nóng hổi thì không làm sao. Toàn tiêm chó tiêm mèo, tôi viết đơn làm sao được. Thì em nói ví dụ thế này nhá. Con chó nhà bác muốn cho nó đi lấy giống, thì bây giờ bác không nghe thông tin về cái lịch tiêm phòng, làm sao mà biết cái con đực nó tiêm hay chưa mà để cho nó đi tơ nào? Nhà tôi không nuôi chó mà cũng chẳng nuôi mèo. Thì em nói ví dụ thế. Ví dụ cái gì mà ví dụ, tôi không chịu nổi nữa. Đáng điền cái loa phường cái chú còn trêu tôi nữa. Ôi giời. Bác Phô này, hôm nay mặc áo hồng thì đáng nhẽ mặt mũi nó phải hồng hào tươi tỉnh lên, thế làm sao đây em thấy bác cứ căng cắn thế nào? Suốt từ 5 giờ sáng giờ không chịu nổi rồi. Thôi chú đừng cứ mỉa mai trêu chọc tôi nữa. Bác này khó tính quá đấy. Mà này, khách kia kìa. Đâu? Đấy. Ôi dồi ôi, ông Vũ xuất hiện, nhà thơ của phố tôi đấy. Chắc lại photo thơ để tặng bạn đấy. Bác hiện đấy à? Chú Vô. Dạ. Tôi nhờ chú một tí vậy. Bác lại photo thơ tặng ai hả? Gì? Chả nằm mơ thấy gì cả. Chú lại lô đề mà không? Không phải là lô đề. Ý em hỏi là bác photo thơ để tặng ai phải không? Không. Nói thế thì không ai nghe thấy cả. Bác photo thơ để tặng ai phải không? Ờ.
Đúng rồi. Nói thế là nghe rõ hả? Ừ, thế là rõ rồi. Nhưng không phải phô tô thơ, mà tôi ra đây để nghe loa đài của phường cho nó rõ. Nghe loa phường cho rõ? Ừ. Thế thì mời bác sang đây, có một ông bạn đây này. Ừ, chú ơi, chào chú. Sau đây, chúng tôi xin điểm tin hoạt động hôm qua. Tổ dân phòng đã bắt quả tang một người đổ rác sai quy định và đã có nhắc nhở cộng với xử phạt hành chính 20.000 đồng với bà Nguyễn Thị Mơ. Lưu ý, tên nhân vật đã được thay đổi. Cùng ngày, đồng chí Trần Thi Xoa, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường, biết rồi và làm việc tại tôi đang hướng chỗ này, tổ dân phố số 2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, cả hai bên đã bàn bạc và đi thống nhất tại bác cũng thích nghe loa phường à, tới, việc gì phải qua đường bên kia nắng lắm, tôi ngồi đây cũng có được nhiều hàng bia hơi trong tổ dân phố. Phát huy tinh thần tổ dân phố văn hóa, không đổ rác sai quy định, không để chó mèo phóng uế bừa bãi trong các tuyến đường của tổ dân cư. Ưu tư, cái bài thơ là của tôi đấy. Khổ quá, không phải là ưu tư. Người ta đang làm, đang phát bản tin, người ta nói là dân cư. Đã lập nhiều thành tích tốt, góp phần cho danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Đó là tổ trưởng tổ dân phố số 1. Ông Vũ xuất hiện. Ôi chết cha rồi, cái loa phường vừa thông báo lại cắt điện à. Trời, rõ khổ. Từng nhà. Người ta đang tuyên dương bác đấy. Vũ xuất hiện chứ không phải là cắt điện. Thực hiện tốt cuộc vận động 3-0, 4 có, 5 tùy. Đặc biệt trong đợt vận động tiêm vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó mèo. Đấy, người ta tuyên dương bác là bắt chó bắt mèo tốt đấy. Ồ, có gì đâu, tổ dân phố của ta bị bọn trộm nó bắt hết cả chó cả mèo rồi. Còn mỗi con béc lai của tôi yên ổn thôi. Tôi mang nó đi tiêm phòng để cho nó gương mẫu đấy mà. Của ông, đài phát thanh phường Cam xin đọc bài thơ do chính ông Hiện làm và gửi bài. Bài thơ có tựa đề Đường vào tổ dân phố số 1. Đường đi vào đến tổ dân. Này này chú ơi, nó đọc chưa chú nhỉ? Nó đọc từ nãy chứ còn gì nữa. Đọc từ nãy rồi. Có từng nhà. Thế mà tôi chán nghe thấy gì cả. Đều thật nhỉ. Yêu sao cảnh vật con người, tổ ta đoàn kết, đẹp tươi hiền hòa. Đài phát thanh phường xin chuyển sang phần quảng cáo. Này này, mắm ngư lôi. Đến đoạn nào rồi chú? Bán ở hàng tạp hóa nhà cơm. Hết rồi. Người ta đọc đến quảng cáo nước mắm. Quảng cáo nước mắm hộ gia đình. Rồi. Xin giới thiệu Lạc Giang, đầu xóm nhà ông Tiên. Lạc Giang ông Tiên nhanh gọn tiện lợi, trước tiên trong mọi gia đình. Thế cái bọn này làm ăn thế nào thế cơ chứ lì? Phường sẽ đi giải tỏa các hàng. Chú Vôi. Chiếm vỉa hè. Chú Vôi. Cưa cắt. Chú ra đây, tôi nhờ chú một cái. Có gì thì bác. Và có thể gây nguy hiểm trong mùa. Chú làm cho tôi một lá đơn kiện loa phường. Kỳ này tôi không để yên đâu. Ai lại coi thường người dân thế cơ chứ lì? Kiện loa phường. Ừ. Hay quá. Bác mới đúng là một ông tổ trưởng vì nhân dân. Bác biết vì quyền lợi của nhân dân. Sao? Cái huyền này tôi đã đợi à? Đợi ở đâu? Ở đâu? Quá không phải cái huyền. Mà bác biết vì quyền lợi của nhân dân. Ờ. Thế bác định kiện ai? Kiện thế cái gì? Kỳ này tôi phải kiện cho đến nơi đến chốn. Không cứ nhịn mãi như tưởng mình dễ tính. Kiện thế nào? Tôi kiện vì nó dám coi thường tôi. Ai coi thường? Tôi đưa cho thằng Huy con nhà Hớn đấy 20 bài thơ, chú biết không? Huy con nhà Hớn? Ừ, thế mà Hớn nào nhỉ? Chú Bông. Bác hiện bác bảo Huy con nhà Hớn là Hớn nào nhỉ? À, ông Hớn phó chủ tịch mà. Ông Hớn mà vợ là bà Hở ấy. À, cái bà bán phở mà rất niềm nở với mọi người đấy. Đấy, thỉnh thoảng cười như là bà Dở ấy. À, rồi. Ừ. Sao? Đấy. Tôi đưa cho nó 20 bài thơ, bảo nó biên tập, ngâm và phát luôn cho tôi. Thế nhưng nó có làm đâu. Đây kia tôi hỏi, đã phát chưa? Nó bảo, phát rồi. Nhưng mà tôi có nghe thấy gì đâu. Tôi bực quá, thế là tôi làm đâu tôi kiện đấy. Nhưng mà người ta phát rồi, người ta ngâm rồi. Thì bây giờ bác kiện cái gì người ta?
tôi kiện là phóng thanh quá bé, coi thường người dân chúng tôi cũng nghe thấy gì cả. Tôi đề nghị là phải nâng công suất của loa phóng thanh lên nữa. Lạy giời, nó phát như thế mà bác bảo bé, bác định giết em à? Biết chứ, sao tôi lại không biết. Cái tầng Huy con nhà hớn phó chủ tịch ý, ngày nào tôi chẳng ngồi uống rượu bố nó. Tôi sợ thì không kiện. Chú cứ làm đơn cho tôi nhá, chú làm đơn cho tôi. Nhưng mà đợt này em đơn từ nhiều lắm, có lẽ chiều mai bác ra em làm đơn cho bác. Em đang bận, em đang bận. Ôi giời ơi, chú lại sợ chứ gì. Chú yên tâm, vụ này tôi chịu trách nhiệm nhá. Chú cứ làm đơn cho tôi, 20 bài thơ của tôi chỉ ít à. Khổ quá, thế nhưng mà cứ ngồi xuống đây uống nước, bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Gì thế chú? Bác Phô này, nhân cái dịp này ấy, ta phải tương kế tiểu kế. Nói nhỏ thôi, phải nói như thế thì ông mới không nghe thấy. Biết rồi, ta phải tương kế tiểu kế. Thôi 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 thôi, tương kế tiểu kế cái gì? Một ông điếc ngâm thơ mà lại còn tương kế tiểu kế? Không, khổ quá, tôi đâu có tiếc gì đâu. Cái thân điếc lác thế này thì còn tiếc gì nữa. Chú cứ làm đơn cho tôi. Được, nhá, tôi xin rồi, chú. Được rồi, sẽ làm đơn. Bây giờ thế này, tương kế tiểu kế có nghĩa là bác viết đơn cho ông này, bác không từ chối được đúng không? Ừ. Và bác cũng rất muốn dẹp cái loa này đi đúng không? Đúng quá rồi còn gì. Thế thì bây giờ thế này, ông yêu cầu tăng công suất loa lên gấp đôi, bác cứ ghi vào trong đơn là thành gấp 4. Ông ấy ghi là gấp 4 thì bác viết hẳn là thành gấp 8 cho em. Thôi, chú có bị làm sao không đấy? Mở như thế này tôi đã sắp chết rồi. Bây giờ mở gấp 8 chú cũng định điếc giống ông ấy à? Bác chưa hiểu ý em. Bác nhìn cái loa kìa. Đấy, cái loa đều kia nhá. Trời ơi, tăng gấp đôi lên thì có thể là nó chưa làm sao, nhưng cứ thử gấp 4, gấp 8, gấp 10 lần lên xem nào. Trời, không cháy loa thì cũng cháy âm ly. Chú đừng có khinh nó đẻo nhá. Tôi nói cho chú biết, loa phường toàn loại tốt thôi. Tôi thấy mấy cái ở phường bên cạnh ấy, thấy nó móp mép hết cả rồi mà nói vẫn cứ hoang hoang ra. Đấy là trẻ con nó ném. Nó ném mấy bẹp ở cái vành bên ngoài thôi, còn cái lõ ở giữa ấy, quan trọng là cái lõ ở giữa đấy. Nhưng mà này, chú Bơm này, nhớ mà làm theo cách của chú, mình tăng lên gấp 8 rồi mà nó không cháy thì làm thế nào? Bác tăng lên gấp 8 rồi mà nó vẫn chưa cháy mà, thì lúc bấy giờ không phải chỉ riêng anh em mình bức xúc đâu, mà cả phường này người ta cũng sẽ bức xúc hộ anh em mình. Đúng không? Ai mà nghe nổi cái công suất loa như thế. Anh em mình cứ tạm lánh đi một lúc, chờ nó cháy xong anh em mình về. Hay, được chưa? Chú thông minh, thế mà tôi không nghĩ ra. Cái loa phường mình nó không cháy mà nói to như thế thì bà con nhân dân cũng phải cho nó cháy chứ còn sao nữa. Bác Hiện này, hả? Em sẽ viết đơn cho bác. Em sẽ đề nghị tăng công suất phát thật to lên cho nó sướng tai. Hả? Sao lại gấp 2? Phải gấp 250 lần. Được rồi, bao nhiêu cũng được. Cứ ngồi đây đợi em nhá, em viết đơn cho bác nhá. Chú nói chuyện với ông ấy nhá. Ngồi đây uống nước chờ làm đơn. Sáng nay, đội trật tự phường sẽ đi giải tỏa các hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, cưa cắt các cành cây mọc che chắn tầm nhìn. Bác Phu. Và có thể gây nguy hiểm trong mùa mưa bão. Do đó, tỉnh lên, dẹp ngay quán nước đi. Dân phòng người ta đi dọn bây giờ đấy, nhanh đi đi. Chú có làm sao không đấy? À? Hôm nào chiều người ta mới đi cơ mà. Khổ quá, loa vừa mới thông báo này, người ta đi bây giờ đấy. Loa thông báo là đi bây giờ à? Tôi chết rồi. Cứ ngồi đây nhá. Này, đứng ngay ra đấy làm gì? Chú không dọn hay là định lên phường để xin đồ đấy? Hả?